cây ấn gạch 5 chia này, rồi cây ấn gạch 6 chia này. Thế hai cái dụng cụ này mình sẽ dùng để làm gì? Thì cây 5 chia này mình sẽ dùng ủi khắp trên mặt. Đấy, ủi khắp trên mặt này. Thì rất nhiều bạn là bị gì? Rất là nhiều sinh huyệt, nhiều điểm đau trên mặt. Thế bây giờ nhiều quá không biết là ấn vào điểm nào. Thế thì mình cứ dùng cây ủi 5 chia này, mình ủi khắp mặt trước. Đấy, ủi khắp mặt trước cho nó giảm bớt cái sinh huyệt này đi. Và cái ủi 5 chia này nó giống như là ba cây giò nó chụm lại ấy, thì nó tác động như này á thì nó nhanh hơn là cây giò. Nó còn các tác dụng là làm đẹp da nữa. Đấy, làm đẹp da rồi nó sẽ làm bay tàn nhang ở cái vùng này. Đây là cây ấn gạch 5 chia. Và đây là cây ấn gạch 6 chia, mình dùng để làm gì? Mình dùng để gạch khắp mặt trong các trường hợp mà cấp cứu. Đấy. Nó có tác dụng rất nhanh và mạnh. Rồi gì, mình có thể mình chà trên các vùng tay như thế này. Đối với những người mà bị tê các ngón tay, bị nhức mỏi các ngón tay, ngón chân. Đó, rồi trên các vùng cổ tay như này. Rồi đồng thời mình cũng có thể là mình chà vùng chỗ cổ gáy này. Đấy, để chữa các trường hợp mà bị nhức cổ gáy, đau mỏi cổ vai gáy. Đấy là cây ấn gạch 6 chia.